vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua. Tiếp theo là các tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước bị tấn công mạng dạng DDoS nhiều nhất thế giới. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng bảo mật công nghệ thông tin Kaspersky cho biết Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước bị tấn công mạng nhiều nhất. Theo báo cáo, Việt Nam đã bị tấn công nhiều hơn cả lãnh thổ Hồng Kông, nơi thường xuyên phát hiện nhiều cuộc tấn công vào các máy điện toán. Trong các cuộc tấn công DDoS, cũng theo Kaspersky, những cuộc tấn công kéo dài đến 146 giờ. Việc đề phòng các cuộc tấn công trên không gian mạng cũng đã được chính phủ Cộng sản Việt Nam nhiều lần nhắc tới. Nhưng theo một số chuyên gia như ông Hoàng Ngọc Diệu, sống tại Úc, nhà nước Việt Nam lo lắng nhiều đến chuyện tranh luận về quan điểm chính trị trên mạng hơn là phòng bị một cách bài bản trong vấn đề kỹ thuật. Từ nông dân thành nhà bất đồng chính kiến, thưa quý vị, trở về nhà vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, bà Cấn Thị Theo, người từng bị giam giữ do đấu tranh giữ đất trong vụ dân oan Dương Nội, đã nói rằng mình từ một nông dân bước thẳng sang con đường đấu tranh dân chủ. Bà Theo nói trước đây chỉ là nông dân thuần túy với ruộng vườn, nhưng do bị cướp đất và bỏ tù oan sai nên đã bước hẳn sang con đường đấu tranh dân chủ. Bà cho biết thêm khi mới lâm vào cảnh tù đầy, bà rất bỡ ngỡ, nhưng dần dần đã có kinh nghiệm, học hỏi được nhiều từ những người đấu tranh và tù tội nên ý thức của bà cũng thay đổi. Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động ở Hà Nội bình luận rằng, sự kiện bà Theo ra tù ngay trước Tết là một nguồn động viên tinh thần lớn cho những người đấu tranh dân chủ, cho quyền lợi của mình và của dân tộc trong nước. Thưa quý vị, blogger Phạm Đoan Trang được trao giải nhân quyền. Blogger nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng Homo Homini năm 2017 của tổ chức nhân quyền People in Need, trụ sở tại Praha, Cộng hòa Séc. Tên gọi Homo Homini theo tiếng Latin dịch ra tiếng Việt là từ người đến người. Thông cáo báo chí ra ngày 13 tháng 2 của People in Need nhắc lại câu nói của cô Phạm Đoan Trang rằng các bạn không thể sợ hãi. People in Need cho biết blogger Phạm Đoan Trang được chọn để trao giải Homo Homini vì lòng can đảm vững bền trong suốt quá trình theo đuổi sứ mệnh đem lại dân chủ cho đất nước của cô. Biện pháp đe dọa thường xuyên của các lực lượng, công cụ đàn áp của nhà nước không thể làm cô nản chí. Theo People in Need đánh giá, cô Phạm Đoan Trang đã nêu rõ những bất công mà chế độ Cộng sản gây ra, đồng thời cô nỗ lực giải thích cho người dân Việt Nam biết họ có quyền đứng lên chống lại áp bức. Được biết, buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tại trung tâm quốc tế Prague Crossroads ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Bản tin tiếp theo cho hay về thân phận trôi nổi của người Việt tại Cambodia. Thưa quý vị, từ xa xưa, người Việt đã có nhiều đợt di cư đến Cambodia, cho nên chuyện người gốc Việt sinh sống ở nước này không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, hiềm khích nuôi dưỡng hận thù, nên người Khmer bản địa từ lâu đã thường gọi người gốc Việt bằng cái tên gọi phỉ báng là Yun. Đối với người Cambodia, người gốc Việt là con dê tế thần, là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ tồi tệ nơi đây. Trời nắng tại Yun, trời mưa cũng tại Yun, ngã xe đạp và bị đuổi việc cũng do Yun. Bên cạnh đó, việc không có giấy tờ, nhiều người gốc Việt không thể mua đất, cất nhà hay vay ngân hàng. Nếu có điều kiện để đi học, trẻ em cũng chỉ được học đến hết cấp 1, vì nếu không có giấy khai sinh, không thể học lên tiếp được. Cuộc sống người gốc Việt nơi đây gần như không thay đổi dù đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Một quan chức của Việt Nam nói rằng, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang rất nỗ lực trong việc đàm phán thương thảo với chính quyền của Cambodia để bảo đảm quyền lợi của kiều bào, nhất là trong vấn đề thu hồi giấy tờ. Thưa quý vị, Britney Spears được vinh danh vì sự ủng hộ của cộng đồng LGBT. Nhóm vận động GLAAD cho biết vào thứ Ba 13 tháng 2, ngôi sao nhạc pop Britney Spears sẽ được vinh danh vì sự ủng hộ của cô đối với cộng đồng tín nữ, lưỡng tính và chuyển giới trong lễ trao giải năm nay. Giải LGAAD Vanguard Award được trao cho các nhân vật nổi tiếng, những người đã thúc đẩy bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Những người được vinh danh trước đây bao gồm Jennifer Lopez, Elizabeth Taylor và Whoopi Goldberg. Britney Spears sẽ nhận được giải Vanguard Award tại lễ trao giải GLAAD Media hàng năm lần thứ 29 vào ngày 12 tháng 4 tại Beverly Hills, California. Đại sứ thiện chí của tổ chức UN Ashley Judd thăm các trại tị nạn Rohingya. Thưa quý vị, nữ diễn viên và đại sứ thiện chí của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA Ashley Judd đã đến thăm các trại tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Judd là người được bổ nhiệm làm đại sứ vào tháng 3 của năm 2016, đã dành thời gian vào Chủ nhật ngày 11 tháng 2, đã cùng với tổ chức UNFPA đến thăm trại Kutur Palong. Vào ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 2, cô đến một trung tâm được UNFPA hỗ trợ tại trại Kapukaki, nơi những phụ nữ mang thai được đi khám bác sĩ.
UNFPA, cơ quan quyền lợi của con người và sức khỏe sinh sản của Liên Hiệp Quốc, nói rằng có đến gần 170.000 người phụ nữ Rohingya đang trong độ tuổi sinh đẻ và ước tính có khoảng 60.000 người đang mang thai. Hiện nay có hơn 900.000 người Rohingya ở vùng Cox's Bazar sau gần 690.000 cuộc tấn công bạo lực ở Myanmar vào cuối tháng 8. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Năm ngày 15 tháng 2 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời âm u nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 54, thấp nhất vào ban đêm là 45 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. New York trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 60 và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thủ đô Washington DC trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70, thấp nhất vào ban đêm là 59. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo có 50% mưa rải rác đến chiều tối. Atlanta trời âm u và có sương mù với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 71 và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Orlando trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84 và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Chicago trời mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 41 và thấp nhất vào ban đêm là 26 độ. Gió Tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 90% mưa tập trung vào buổi sáng. Khu vực Dallas và Houston, tại thành phố Dallas, trời mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 74 và thấp nhất vào ban đêm là 46 độ. Gió Tây Nam từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Houston trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 77 và thấp nhất vào ban đêm là 62. Gió Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Khu vực Seattle trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 47 và thấp nhất vào ban đêm là 41 độ. Gió Đông Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. San Jose trời trong xanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 66, thấp nhất vào ban đêm là 41 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời trong xanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 69, thấp nhất vào ban đêm là 48 độ. Gió Đông Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.